cắm hoa với mình nhé. Chứ một túi kẹo này là mấy nghìn á? Mẹ không nhớ, mua từ đợt Tết mà. Thôi từ đợt Tết sang con không thấy nhỉ. Còn lại mấy cái là mấy cái được đây con lấy, đây còn mấy cái ni là quả cà chua. Chia đôi kẹo nhé cả chúng nhá. Đây này, từ từ lại này, từ từ. Nhâm kẹo vàng. Từ từ yêu mình chi. Ăn cái quả một viên viên luôn. Đây 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 nhá nhá. Anh hai cái kẹo ni này, cà chua cà chua. Anh ừ. Hai kẹo ni cà chua còn hai cái. À, đây có 8 kẹo màu vàng thì anh lấy 4 cái cà chua còn 4 cái. À khỉ mà. Nhưng mà chia đôi. Chú bằng ơi. Nhà thế gì? Mẹ ơi, cứ cho mẹ này. Cứ mua. Kẹo vàng đi. Hai kẹo ni. Đây, đây này này. Ôi, bị ăn nhưng mà cả cho em một cái kẹo vàng ăn thử. Đừng lấy chứ của em. Em nghĩ giãn cách. Mà ăn đi đây. Thì ở cái nhà không, không còn bị gì lắm rồi. Cần chi phải cởi hẳn quần ra. Đưa cái đi đây được. Sờ cái mông đấy. Ôi ui. Cái đi kìa. Thật to lên. Đây nha. Ông kêu. Dạ. Sa cầm nhận ở ngoài đây. Ở đoạn mà hay cắm máy bơm á.
Ừ. Quay không? Quay được chưa? Cắm đi. Bên nào có ổ điện thì cắm. Được chưa? Mới tua lên. Con phải ra gần đứa con kêu chứ, ông đang chung chung gà ông không nghe đâu. Được chưa? Rồi. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của mình. Bye bye.